quý vị, sáng 26 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị mức án đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo. Trong số này, nhân vật được nhiều người quan tâm là bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Hoàng Văn Hưng từ chung thân xuống 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, bị cáo Hoàng Văn Hưng từng là điều tra viên chính trong vụ án chuyến bay giải cứu. Sau này, điều chuyển công tác, không còn thẩm quyền và nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, bị cáo vẫn đưa ra các thông tin gian dối để thông qua bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, nhiều lần nhận tiền từ tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, hứa hẹn chạy án cho những người này. Quá trình xét xử sơ thẩm hồi tháng 7 năm 2023, các tài liệu và chứng cứ cho thấy bị cáo đã chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ, tương đương 18,8 tỷ đồng. Xác định bị cáo không oan, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng án chung thân về tội lừa đảo. Suốt quá trình diễn ra phiên xử và cả sau khi tòa tuyên án, bị cáo Hưng liên tục kêu oan, khẳng định bản thân trong sạch. Thậm chí trong lời nói sau cùng ở tòa, bị cáo còn khẳng định sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch cho bản thân. Trước khi phiên tòa phúc thẩm mở, cựu điều tra Hoàng Văn Hưng bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời khắc phục toàn bộ 18,8 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận, bị cáo này đã thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối cải, nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Ngoài ra, gia đình cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng có hai người bác là liệt sĩ. Từ các tình tiết vừa nêu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Hoàng Văn Hưng. Trình bày về lý do thay đổi kháng cáo, bị cáo Hoàng Văn Hưng cho hay trong thời gian bị tạm giam đã suy nghĩ về việc làm của mình. Vẫn theo bị cáo Hoàng Văn Hưng, dù bất kể vì lý do gì, nguyên nhân ra sao, đến nay bị cáo đã ý thức được trách nhiệm của bản thân khi thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy, bị cáo chấp nhận toàn bộ cáo buộc của tòa án sơ thẩm, nhờ gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để sung công quỹ nhà nước. Đáng chú ý, bị cáo Hoàng Văn Hưng ủy quyền cho luật sư thực hiện bào chữa cho mình, nói sẽ tôn trọng mọi phán quyết của tòa, đồng thời xin được xét xử vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án vì đang bị rối loạn tiền đình nặng. Những thông tin mới nhất liên quan phiên tòa này sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị quan tâm theo dõi.